các nước phương Tây, mỗi gia đình đều có một đèn sửa nhà tắm để bảo vệ sức khỏe. Tập đoàn đèn sửa nhà tắm Han hân hạnh mang đến cho bạn dòng sản phẩm này. Chỉ với hơn 1 triệu Việt Nam đồng, bạn đã có thể bảo vệ cả gia đình với đèn sửa nhà tắm Han. Đèn sửa nhà tắm Han, sản phẩm thiết yếu trong mùa đông của bất kỳ gia đình nào. Bác sĩ đồng hành khuyên bạn nên có đèn sửa nhà tắm Han để đảm bảo sức khỏe trong mùa đông. Bất kỳ phòng tắm nào đều nên có đèn sửa nhà tắm Han. Đèn sửa nhà tắm Han, thiết bị vệ sinh đồng bộ trong bất kỳ gia đình nào. Có đèn sửa nhà tắm Han, tắm không bao giờ sợ lạnh. Thời tiết âm 10 độ vẫn tắm an toàn. Quý vị thân mến, sau một cuộc sinh nở đầy khó khăn thì cơ thể của người phụ nữ sẽ yếu hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy mà việc kiêng cữ rất là quan trọng vì nó giúp cho chị em phụ nữ có thể phục hồi được sức khỏe một cách nhanh chóng. Thế nhưng nếu kiêng không đúng cách thì cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của sản phụ sau khi sinh. Vậy việc chăm sóc phụ nữ sau khi sinh cần phải tránh những sai lầm nào? Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Quý vị thân mến, theo kinh nghiệm của dân gian thì phụ nữ sau khi sinh chỉ nên ăn cơm khô, ăn đồ ăn mặn và uống nhiều nước để có nhiều sữa cho em bé, hay là hạn chế ăn rau xanh và những cái đồ tươi sống như là cá, cua, ốc vân vân để tránh bị lạnh bụng. Nhưng mà thực tế thì điều này hoàn toàn không đúng, bởi vì với những cái bữa ăn sơ sài như thế này thì sẽ không cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả mẹ và bé. Vì vậy, cách tốt nhất là chúng ta nên thay thế những cái bữa ăn sơ sài như thế này bằng một bữa ăn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Và những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng như thế này sẽ giúp cho sản phụ có thể nhanh chóng phục hồi sức khỏe và đặc biệt là có nhiều sữa cho em bé bú nữa. Ít người cho rằng gió chính là nguyên nhân gây sốt cho phụ nữ sau khi sinh. Vì thế các mẹ luôn được nằm trong phòng kín, mặc áo khoác, chân thì mang vớ kỹ càng và thậm chí là đầu còn quấn khăn nữa. Nhưng mà thực tế thì việc sốt sau khi sinh của các sản phụ đa phần là do viêm nhiễm hệ sinh dục và vệ sinh không kỹ. Hơn nữa, nếu như mà chúng ta ở trong phòng ốc không được vệ sinh tốt và không khí bị ô nhiễm thì việc nằm trong phòng kín sẽ dễ khiến cho cả mẹ và bé bị viêm đường hô hấp và bé sẽ chậm lớn hơn nữa. Do vậy, cách tốt nhất là chúng ta nên để cho cả mẹ và bé được nằm trong phòng thoáng mát và mở cửa sổ kéo rèm ra. Điều này nhằm giúp cho mẹ và bé có thể hít được khí trời. Nhưng mà có một lưu ý nữa là chúng ta không nên để cho cả mẹ và bé nằm ở những nơi mà có gió lùa vào quá nhiều để tránh cho bé không bị cảm lạnh nhé.